Chào anh em nha. Hôm nay thì mình lên thăm lại nhà của chú Quốc ở Củ Chi anh em. Chú Quốc ở Củ Chi nha. Công trình này được bên Cường Nhi Hiếu mình hoàn thiện được 5 tháng, tổng thời gian hoàn thiện là 5 tháng nha anh em. Cái đó đây ổn mà. Cổng. Cái này là gạch giá gỗ nha anh em. Đó, công trình này được xây dựng Cường Nhi Hiếu mình thiết kế và thi công theo phong cách là máy Nhật nha anh em. Mặt tiền này là ốp đá nè, trụ đá. Mình sẽ đi sơ bộ bên ngoài trước nha. Tam cấp này có 3 cấp. Ba hộp cường này nè. Xanh đá luôn, cái này là mặt bên hông này, mặt xanh phụ này. Vị trí này sau này sẽ có cái cột nha, cột này mình sẽ làm xong. Đó, vị trí này cũng có hai cột, mình sẽ làm sau nha anh em. Này là vị trí hồ cá coi nè. Coi mà làm xong thì chú tiền mua cá rồi. Đủ tí hơn nha. Cửa này là cửa IBM nha em, nhôm IBM. Chú vô nhà nha anh em. Làm xong là không chửi quá trời luôn trời. Chú làm xong không chửi mà không chọc đầu. Phía sau nha anh em. Gỗ gõ đỏ này. Chú đầu tư rất là đẹp. Màu gạch cũng rất là ok nha. Đó, anh em thấy nền không? Quá chuẩn, quá nét nha. Đây là một phòng tắm nha. Phòng ngủ nè. Chỉ là từ bếp nha. Này bề ngang chỉ có 5 mét thôi nha. Mình đưa nó phớt qua. Tủ lạnh, tủ lạnh này chú mới mua đúng không? Đầu tư dữ. Mấy anh kia nói chú Quốc hết tiền rồi. Hết tiền rồi, TV chưa có kìa. Chú từng Mỹ. Mở sao yếu quá vậy, Cường mở mạnh ra coi. Qua đây để qua đây. Nước ta hạnh nhưng mà mở cái siêu. Cái đẹp đúng không anh em?